đó là Pháp và Carlos. Lâm Oanh sẽ phát bóng để mở màn cho trận đấu này. Và tấn công từ vị trí số 4 mang về điểm đầu tiên cho các cô gái Philippines. Đó là tình huống đập bóng của cầu thủ mang áo số 7, Park Milene. Bóng đã lọt tay chắn của các cô gái Việt Nam. Phát bóng ra ngoài. Sau tình huống hội ý của đội tuyển Việt Nam thì phụ công mang áo số 22 Nunak đã có một pha phát bóng lỗi mang về điểm thứ 10 cho đội tuyển Việt Nam. Phát bóng ra ngoài rất xa. Huấn luyện Tuấn Kiệt yêu cầu các học trò cần phải thông tin với nhau nhiều hơn. Nguyễn Anh vào sân. Thêm một sự thay đổi nữa từ ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Phụ công Nguyễn Thị Trinh được thay ra. Một chủ công được sử dụng từ băng ghế dự bị. Thay thế vào đó là một phụ công. Sau cú phát bóng này thì sẽ có thêm sự điều chỉnh từ phía đội tuyển Việt Nam. Đập bóng sau vạch 3m của Thanh Thúy. Tú Linh. Hàng chắn của Philippines đang chơi khá rác trong những diễn biến đầu tiên của trận đấu này. 11-14. Rõ ràng là không thể coi thường đội tuyển Philippines với những gì họ đang thể hiện trong xét đấu mở màn ở trận đấu ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta cũng đang là những người nhập cuộc chưa tốt. Phối hợp đánh lao điều chỉnh của đội tuyển Philippines. Tú Linh. Bóng bật tay chắn và đi ra ngoài. Như chúng tôi đã nói ngày hôm qua, Tú Linh không vào sân thi đấu bất cứ một phút nào trong trận đấu gặp Singapore. Trận đấu mà Tú Linh ban đầu có tên trong danh sách xuất phát của huấn luyện Tuấn Kiệt. Đang phòng ngự rất quả cảm. Nhưng tiếp theo sẽ là cơ hội tấn công dành cho Philippines. Đánh biên, phòng ngự thành công. Đó là pha phòng thủ trên lưới tốt của các cô gái Việt Nam. Và chúng ta có thắng lợi với tỷ số 25-20 trong trận đấu thứ nhất. Một trận đấu mà có lẽ tất cả chúng ta đều thấy rằng Philippines thực sự là một đối thủ khó chơi như thế nào. Trong nửa đầu của trận đấu thì họ luôn là người dẫn trước. Các chủ công của họ chỉ cao khoảng hơn 1m70 mà thôi. Tuy nhiên rất nhiều vị trí những mũi công bên phía Philippines có khả năng tấn công tốt. Đó là Carlos, là Tolentino và Park. Tú Linh vừa ghi thêm một điểm nữa cho đội tuyển Việt Nam với tình huống tấn công biên. Đinh Thị Trà Giang đã vào sân. Thêm một sự thay đổi người của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Người rời sân là Lý Thị Luyến. Trong bối cảnh hiện tại thì Trà Giang và Nguyễn Thị Trinh đang là hai phụ công nhận được nhiều niềm tin nhất của người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam. Lý Thị Luyến và Bích Thủy đều là những phụ công có thể hình tốt nhưng cũng cần phải cải thiện khá nhiều. 17-12 cho đội tuyển Việt Nam. So với set đấu thứ nhất thì set 2 này đúng như dự đoán của chúng tôi, mọi thứ đã diễn ra có phần dễ dàng hơn. Ở set 1 phải tới điểm 20 đều chúng ta mới chính thức có thể nói là vượt lên trên đối thủ. Và sau đó giành thắng lợi với tỷ số 25-20 với cầu phát bóng ghi điểm liên tiếp của Thanh Thúy. 18-12 sau tình huống block vừa rồi của Tú Linh. Đánh đúng sức thì chúng ta cũng có thể nói là không gặp quá nhiều trở ngại trước đội tuyển Philippines để có thể giành tỷ số với chiến thắng 3-0. Nguyễn Thị Trinh phát bóng. Bóng ngoài rồi nhưng không biết có chạm tay chắn hay không. Thủ thì đã hết quyền khiếu nại. Và trước đó là một chặng đường rất dài chúng ta liên tục để thua trong trận chung kết kể từ năm 2001 cho tới năm 2015.
8 kỳ SEA Games liên tiếp chúng ta đều thất bại trước người Thái trong trận đấu cuối cùng. Kỳ SEA Games năm 2017 được tổ chức tại Myanmar thì chúng ta chỉ giành được tấm huy chương đồng. Đó là trận đấu mà chúng ta đã vượt qua Philippines với tỷ số 3-1. Đoàn Thị Xuân hàng sau, Như Quỳnh. Như Quỳnh đập bóng rất mạnh, không chỉ sở hữu khả năng đánh bóng có lực tốt mà Như Quỳnh còn là một mũi công chơi rất tinh tế. Đây có thể coi là một con bài chiến lược của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trong những cuộc đối đầu với các đối thủ mạnh thực sự, trong đó có Thái Lan, nhưng trước mắt rất có thể sẽ là Indonesia. Dù theo dõi Indonesia thi đấu thì chúng ta thấy họ có lẽ cũng không chênh lệch quá nhiều so với Philippines. Mình xem lại tình huống xử lý bóng đẳng cấp của Trần Thị Thanh Thúy. Từ khoảng cách 6 điểm 20-14, chúng ta đã để cho đối phương ghi liền 4 điểm. Hàng sau bỏ nhỏ. Thanh Thúy những đánh bóng trên chắn của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. 21-18 dành cho đội tuyển Việt Nam. Điểm số rất cần thiết để ngắt mạch lên điểm của đối thủ, dốc lại tinh thần cho những người đồng đội nhằm hướng tới mục tiêu kết thúc trận đấu này chỉ sau 3 set. Bóng đã chạm lưới và đi ra ngoài, không hề chạm các tay chắn. 22-18. Chính xác là bóng còn chạm cột anten. Và đương nhiên Philippines mất điểm cho pha bóng vừa rồi. Và vượt tấn công nhanh của Philippines. Và đây là cơ hội phản công cho Thanh Thúy. Thanh Thúy đập bóng chéo sân quá tốt, không có cơ hội phòng ngự cho Philippines ở tình huống vừa rồi. Chiến thắng đang đến rất gần với Thanh Thúy và các đồng đội. Thì những hot tiktoker của Việt Nam liên tục lọt vào mắt xanh của các cameraman, giống như ngày hôm qua nhiều cổ động viên còn chia sẻ rằng số lần xuất hiện trên sóng truyền hình của ca sĩ Hòa Minzy trong mỗi set đấu thậm chí còn nhiều hơn số điểm mà Singapore ghi được. Đó là một chia sẻ rất vui từ phía người hâm mộ Việt Nam. Đội giành match point cho chúng ta. Bóng ngoài và điểm quyết định dành cho đội tuyển Việt Nam. 25-18 cho set đấu thứ 3. Đối phương vẫn níu kéo hy vọng bằng một quyền challenge nữa ở thời điểm này. Đúng là bóng đã chạm tay chắn rồi. Tình huống khiếu nại thành công của đội tuyển Philippines. Và chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi cặp đấu này thêm ít phút nữa. Thay vì 25-18 sẽ là 24-19 cho tỷ số hiện tại. Chính xác hơn là 19-24 với quyền phát bóng của đội tuyển Philippines. Người phát bóng là Palomata, phụ công mang áo số 13. Cơ hội dành cho Thanh Thúy. Đó là điểm kết thúc, lần này thì không phải bàn cãi nữa. Không còn công nghệ nào có thể níu giữ hy vọng cho Philippines với pha bóng vừa rồi. Và chiến thắng đã thuộc về đội tuyển Việt Nam. Một thắng lợi nữa với tỷ số 3-0 giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt giành số điểm tối đa 6 điểm sau 2 lượt trận. Và chắc chắn ngôi đầu bảng B sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Chúng ta cùng xem lại tình huống kết thúc trận đấu của đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy. Chúng ta sẽ còn một trận đấu nữa ở vòng đấu bảng gặp chủ nhà Campuchia vào lúc 19:30 ngày 11 tháng 5 ngày mai. Xem trọn vẹn SEA Games 32 trên Facebook, YouTube, TikTok, Netspot.